Tính đến chiều nay, mưa lớn ở tỉnh Yên Bái đã gây ảnh hưởng đến 379 ngôi nhà. Thi thể của hai vợ chồng trong vụ sạt lở ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã được tìm thấy vào lúc 3 giờ sáng nay. Mưa lớn xảy ra từ đêm qua đến rạng sáng nay đã làm sạt lở đất vào nhà dân. Tuyến đường tỉnh lộ 163 Yên Bái, Yên Sang bị sạt lở với khối lượng khoảng 2.100 mét khối gây ách tắc. Đường từ trung tâm huyện vào xã Yên Thái chưa thể di chuyển bằng phương tiện. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn qua địa phận xã Yên Thái bị sạt lở ta luy âm nên phải tạm dừng tất cả các chuyến tàu. Tính đến chiều nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 379 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gần 91 hecta trồng lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị ngập úng, hơn 41 hecta ao nuôi cá bị tràn vỡ bờ. Nhiều công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng.